Trong bài học này, Thanh hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp gọi tự động, chăm sóc khách hàng tự động và bán hàng tự động như thế nào. Bây giờ Thanh hướng dẫn cho mình là chiến lược call center automation của công ty Heartland. Công ty của Thanh đã dùng phương pháp này như thế nào? Thì Thanh chia sẻ lại cho các bạn phương pháp để các bạn áp dụng vào công việc kinh doanh của các bạn ha. Rồi, đầu tiên mình bên công ty Thanh có cái lượng dữ liệu là gần 100.000 khách hàng tiềm năng rồi. Những nhà đầu tư thân thiết cùng với công ty. Vậy thì bây giờ mình phải xử lý cái khách hàng này thế nào? Chúng ta phải chăm sóc họ như thế nào? Được không ạ? Chúng ta ôn lại 8 bước. Thì bây giờ mình đang áp dụng là bước số 7 và bước số 8 ha. Dùng hệ thống chăm sóc tự động và bán hàng tự động. Đó được gọi là hệ thống tự động automation ha. Như vậy mình đã hướng dẫn qua cho mình là hệ thống email bán hàng tự động rồi. Bây giờ là tới hệ thống sử dụng một cái AI robot tự động để alo cho khách hàng bán hàng tự động. Được không ạ? Bao nhiêu bạn đã từng nghe một cuộc gọi tự động từ một em robot xinh đẹp của công ty của Thanh gọi thông báo cho mình về cái lịch học lớp quy hoạch bất động sản? Đã từng nhận cuộc gọi từ công ty của Thanh thì comment là có được không nè? Comment là có. Đó chính là phương pháp Thanh đã áp dụng và bây giờ chia sẻ lại cho các bạn cái câu chuyện đó ha. Rồi. Bây giờ chúng ta cũng đi vào 3 giai đoạn call center automation. Phương pháp chúng ta cũng đi qua 3 giai đoạn. Đây là quy trình, các bạn ghi lại quy trình ha. Ok, chúng ta đi vào cái quy trình đầu tiên là giai đoạn 1. Trong giai đoạn 1 này là gọi điện mở bán dự án. Thanh đang làm ví dụ cho một cái mở bán của một dự án bất động sản. Nó phù hợp với các bạn ở đây là đối tượng là bất động sản ha. Đầu tiên, chúng ta sẽ thiết lập một cái chiến dịch để gọi điện tự động mở bán một cái dự án của Vinhome đi các bạn nha. Rồi sau đó qua giai đoạn 2 là nếu khách hàng nào mà đã mua hàng rồi thì gọi điện để thông báo ký hợp đồng hoặc là thông báo lịch thanh toán. Và sau đó tới giai đoạn 3 thì chúng ta sẽ xem lại kết quả của chiến dịch. Chiến dịch đó thực hiện như thế nào? Rồi các bạn xem qua ha. Rồi thông báo kết quả như sau. Là tổng số cuộc gọi để gọi cho khách hàng thông báo buổi lễ mở bán. Và đã gọi được là 7.800 cuộc ha. Thành đang tính số chẵn. Với cái chi phí là có 2.900.000 thôi các bạn. Số lượng, đây là số lượng khách hàng nè. Đây là số cuộc gọi nè. Và đây là giá tiền. Bao nhiêu bạn thấy là gọi cho 7.800 cuộc gọi mà chỉ tốn có 2.900.000. Được không ạ? Và tính ra là chỉ gần 400 đồng cho một cuộc gọi thôi. Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Vì sao 400 đồng là tuyệt vời? Vì chúng ta không có thuê nhân viên gọi này. Chúng ta cũng không tốn tiền cước điện thoại này. Nếu bình thường là chúng ta thuê nhân viên để gọi cho 7.800 người này là rất là nhiều nhân viên rồi. Kể cả chắc cũng phải 20 nhân viên thì mới gọi hết được. Và mỗi người chúng ta tốn trung bình cỡ 1.000 đồng đến 2.000 đồng cho một cuộc gọi ha. Trung bình ít nhất là 1.000 đến 2.000 đồng. Chúng ta vừa tốn tiền nhân viên, vừa tốn tiền cước điện thoại mà cũng không hiệu quả. Còn ở đây là nó chỉ tốn 400 đồng cho một cuộc gọi thôi. Bao nhiêu bạn thấy tuyệt vời ạ? Bạn có đồng ý là nó quá tuyệt vời không ạ? Thì gọi là quá tuyệt vời. Bạn có đồng ý là với chi phí này và mình giải quyết được mức độ hiệu quả thì có tuyệt vời không ạ? Rồi chúng ta bắt đầu thực hành thực tế 3 giai đoạn call center automation cho các bạn mình nắm qua ha. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hành thực tế nè. Ôn lại, giai đoạn 1 là gọi điện mở bán dự án ha. Giai đoạn 2 là chăm sóc khách hàng. Và giai đoạn 3 là kết quả chiến dịch như thế nào. Vậy thì chúng ta đi qua một cái thực hành ở trên trang web cụ thể luôn các bạn nha. Bây giờ Thanh sẽ mở cho các bạn nghe qua một cái chiến dịch mà Thanh đã tổ chức để gọi điện mở bán dự án Vinhome Ocean Park ha. Vinhome của Vinhome Grand Park ha. Rồi, các bạn nghe qua này. Xin mời các bạn nghe trong vòng 55 giây về cái sự tương tác giữa em robot
và khách hàng, cái sự tương tác đó như thế nào? Xin mời các bạn nghe qua. Alo. Xin chào anh Trần Tuấn Kiệt. Anh Trần Tuấn Kiệt đã đăng ký tham dự buổi lễ mở bán dự án Vinhomes ngày 3 tháng 3 năm 2022. Trong ngày mở bán, anh Trần Tuấn Kiệt có cơ hội trúng xe hơi trị giá 1 tỷ đồng. Xin nhắc lại buổi lễ mở bán dự án Vinhomes ngày 3 tháng 3 năm 2022. Anh Trần Tuấn Kiệt có muốn biết địa điểm mở bán dự án Vinhomes ngày 3 tháng 3 năm 2022 thì bấm phím 1. Có em. Dạ, cảm ơn anh Trần Tuấn Kiệt. Địa điểm mở bán là 88 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Tuấn Kiệt có muốn nhân viên bên em gọi điện lại để hướng dẫn thêm thì bấm phím 2. Đồng ý anh. Cảm ơn anh Trần Tuấn Kiệt đã đồng ý. Sẽ có nhân viên bên em gọi lại cho anh Trần Tuấn Kiệt sau vài phút nữa ạ. Xin cảm ơn anh Trần Tuấn Kiệt. Ok, như vậy qua cái câu chuyện cuộc gọi đó là nó có sự tương tác khách hàng cho phép và đồng ý thì em robot mới gọi tiếp, còn khách hàng không đồng ý thì nó sẽ dừng lại. Như vậy là được phép, được sự cho phép của khách hàng thì hệ thống mới tương tác tiếp, còn không cho phép thì nó sẽ dừng. Tôn trọng khách hàng các bạn ha. Bao nhiêu bạn thấy điều đó tuyệt vời thì comment tuyệt vời đúng không ạ? Bao nhiêu bạn thấy điều đó cực kỳ hữu ích và nó giúp cho công ty của Thanh sàng lọc, và khách hàng nào đồng ý nó sẽ chuyển tới nhân viên trực tiếp có mặt đang trực cái hệ thống đó. Khi nào khách hàng đồng ý, à muốn nghe tư vấn từ nhân viên trực tiếp, khách hàng đồng ý thì nhân viên của Thanh sẽ bắt đầu gọi trực tiếp. Như vậy nó sẽ lọc ra những khách hàng chưa có nhu cầu và nó sẽ chỉ chuyển tới nhân viên trực tiếp những người nào đang có nhu cầu thật sự. Rồi, bao nhiêu bạn thấy tuyệt vời à? Bao nhiêu bạn thấy hay à? Rồi chúng ta lại nghe một cái phần tiếp theo mà các bạn đã từng nghe ha. Bây giờ đây là một cái phần mà Thanh gọi để thông báo cái lớp học, thông báo lớp đào tạo về quy hoạch bất động sản. Nó 27 giây. Xin mời các bạn mình cùng nghe qua ha. Chào bạn Lê Nhật Sinh. Bạn Lê Nhật Sinh đã đăng ký khóa học quy hoạch bất động sản một ngày miễn phí của giảng viên Huỳnh Ngọc Thanh. Vào lúc 8 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2022 sẽ diễn ra khóa học này qua Zoom. Thông tin đăng nhập phòng Zoom đã được gửi qua mail và nhóm Zalo của khóa học. Cần hỗ trợ liên hệ số 0915 158 877, liên hệ số 0915 158 877. Xin cảm. Rồi, đó chính là cái nội dung mà các bạn đã từng nhận cái cuộc gọi đó. Bao nhiêu bạn mới vừa nghe cuộc gọi đó nó cũng thấy quen quen ạ? À? Bao nhiêu bạn mới vừa nghe cái cuộc gọi đó cũng thấy quen quen là mình đã từng nhận cuộc gọi như vậy à? Đó, trước đây chính là các bạn đang nhận cuộc gọi như vậy đó. Những bạn nào mà học lớp quy hoạch bất động sản ngày mùng 8 vừa rồi á, là sẽ nhận được cuộc gọi trong ngày mùng 7 tháng 5 vừa rồi. Bao nhiêu bạn có nhận được cuộc gọi tương tự như thế thì comment là có đi ạ. À? Có hoặc là tôi đi ạ. À? Ok. Và Thanh mới vừa chiếu cho mình cái app, cái phần mềm về AI Call Center đó, thì các bạn có thể là tự tìm hiểu. Một số công ty thì có thể là vô tự tìm hiểu. Tuy nhiên nếu chúng ta không biết phương pháp làm thì nó cũng không hiệu quả, và thứ hai là tốn rất là nhiều chi phí. Được không ạ? Nó giống như là mình đi học quảng cáo vậy đó. Chúng ta không có đi học mà chúng ta tự mày mò, và chúng ta chỉ đốt tiền quảng cáo thôi, mà cuối cùng cũng không có khách hàng. Chúng ta vẫn có thể học được ha. Các bạn có thể là tự học đúng không ạ? Được. Các bạn có thấy cái phần mềm Thanh mới vừa chiếu cho mình rồi đó, là các bạn có thể là về tự mày mò được. Nhưng mà các bạn lại đốt tiền cho nó chứ không có mang lại hiệu quả. Bao nhiêu bạn đồng ý là mình vẫn tự học được, nhưng mình thường là đốt tiền nhiều hơn là mình ra khách hàng. Đốt tiền mà không có khách hàng. Bao nhiêu bạn là đồng ý điều đó? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Giống như chúng ta đi học quảng cáo, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google gì đó, chúng ta vẫn lên mạng để mày mò cái cách thức chạy quảng cáo. Nhưng cuối cùng là cứ đốt tiền mỗi tháng là vài chục triệu, vài trăm triệu, nhưng cuối cùng là không có khách đâu cả. Chỉ tốn tiền mà không thấy khách. Thì chúng ta vẫn làm mày mò, vẫn làm được. Nhưng mà mình không làm đúng phương pháp. À. Được không ạ? À? Cái phần mềm Thanh mới vừa chiếu lên nó đang chạy đó.
cái phần mềm mới vừa rồi Thanh mới vừa chịu đấy. Rồi, bao nhiêu bạn thấy tuyệt vời ạ? Đó chính là phương pháp Thanh đã giải quyết chăm sóc cho hơn 100.000 khách hàng nhà đầu tư của Thanh. Hơn 100.000 khách hàng nhà đầu tư thân thiết các bạn ha. Rồi, bạn có thấy hay không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn.